Bila Chula xin chào các bạn. Đây là cái phía bên khác của cái Opera House, gần ở trên top luôn. Thì nó đang slope down xuống. Tụi mình chuẩn bị đi xuống, trời mưa lất phất. À, các bạn thấy không? Slope down, slope up. Mà tất cả đều bằng marble hết. Xuống con ơi, mưa dữ rồi. Đi xuống cũng phải cẩn thận, đi lên cũng phải cẩn thận tại trời mình đang mưa. Đây mình quay một hoàn cảnh chung của những cái view bên xung quanh cái Opera House luôn các bạn. Hơi bị vội một chút, trời đang mưa các bạn. Đó, các bạn thấy cái slope nó vậy á. Đi thì cũng có sợ luôn á. Nó cứ lên xuống up down là nó slope kiểu này với lại cái map ở trung quanh là rất là giống nhau luôn. Mình đi rất là sợ. Sợ nó trật. Ở dưới đều là map hết các bạn. Mình đi đường bên kia. Wow. Bạn thấy nó slope thì ghê không? Đó. Slope xuống luôn đó. Mình đi phải rất là cẩn thận luôn. Thì chung ở đây kế bên nó có cái stair để cho mình đi xuống các bạn. Thì nó an toàn hơn. Này có làm cái nó slope vậy nè. Giống như cái mái nhà vậy đó. Đi mình phải đi cái lưng, cái người mình phải ngược lên đó. Chứ không thôi lẳng ngã. Giống như y như là cái mái nhà hơn luôn, cái slope của mái nhà luôn á. Mình đi cái step này cho chắc ăn. Cứ xuống từ từ. Đây là thành phố, bên đây là cái library á các bạn. Đó là library. Đây là đang step up xuống. Bây giờ mình chụp một cái hình để lưu niệm nha các bạn. Rồi đại khái là đi xuống như vậy nè các bạn. Ở đây toàn là marble không nè các bạn thấy không? Dài xuống. Kiểu kiến trúc. Ok, mình chào các bạn nha. Hẹn các bạn lần sau. Quay một chung quanh cho các bạn xem một cái nữa. Rồi Oslo đó các bạn. Đây là library. Rồi bên đây là những cái cơ quan hành chính của Oslo. Thì nói chung là cái này là trung tâm của Oslo rồi các bạn. Rồi mình xin chào, hẹn các bạn lần sau.